Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ốp và một cái hồ gọi là hồ gạch xếp ha. Thì tại sao gọi là hồ gạch xếp thì các bạn, như các bạn biết là trong xây dựng á, người ta hay có những cái miếng gạch mà nó hay chồng lên nhau á, thì nó như một cái bức tường mà có nhiều cái gạch chồng lên nhau á, thì mình sẽ gọi đó là cái hồ gạch xếp để cho các bạn dễ phân biệt. Thì có hai phương pháp làm cái hồ gạch xếp, thì cũng như cái hồ đá rối, các bạn đã xem qua những cái bài trước thì các bạn sẽ biết có một cái, có hai loại hồ, hồ đá gối và hồ sỏi, đúng không? Thì cái phương pháp để làm cái hồ này nó cũng tương tự như hồ đá rối, và các bạn cũng sẽ đổ ra nguyên một khối như thế này. Và cái màu á, thì các bạn tùy các bạn muốn cái đá của mình á, ở cái gạch xếp của mình á, nó sẽ có cái màu xám hay là cái màu màu đỏ ngó, thì tùy các bạn pha màu nhé. Và cái này là mình đổ nguyên một khối để cho những cái bạn màu nào mà muốn làm theo dạng 3D á, lồng 3D vào trong cái hồ á, thì các bạn vẫn có thể làm được nha, là có thể sử dụng cái phương pháp này để làm lồng 3D vào đó. Còn những bạn nào mà muốn nhanh hơn thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp là các bạn sẽ đổ vào cái khay và các bạn tạo hình xong và các bạn mới làm ốp, mình cái gọi là mình, cho nên mình sẽ gọi đó là làm ốp viền ha, làm ốp viền, và cái phương pháp đổ nguyên khối và phương pháp đổ ốp viền. Thì cái này cũng nói đơn giản một cái là giống như là một cái gọi là dành cho bạn nào siêng, cái là dành cho bạn nào lùi. Muốn nhanh thì các bạn có thể sử dụng, thì mình đổ trước đó thì mình đã đổ sẵn một cái phần như thế này, cái miếng lau cao như thế này. Cái này là mình làm cái gạch xếp mà dạng hai màu, các bạn có thể thay màu khác tùy ý các bạn thích nha, hoặc là các bạn đổ một màu không cũng được nữa, không sao. Và các bạn nếu như các bạn thích nó có cái nổi bật hơn thì các bạn làm hai màu. Thì cái lớp đầu tiên mình sẽ đổ rất là mỏng, tầm 2mm thôi. Và cái lớp thứ hai của mình á, nó sẽ tầm khoảng 3-4cm. Thì để cho cái miếng này nó sẽ dày khoảng 7mm cho đến 1cm ha. Thì khi mà mình lấy ra rồi á, thì mình sẽ dùng thước. Đối với cái mặt phẳng á, thì mình rất là dễ làm, mình dễ làm rất là hơn là cái tròn rất là nhiều nha. Thì mình sẽ lấy cái thước, mình muốn cái viên gạch của mình nó khoảng bao lớn thì các bạn đo cho nó đều nhau nha. Thì mình muốn nó sẽ tầm khoảng 1cm thì mình cứ canh đo khoảng 1cm, mình dùng thước mình đo để đi cho nó đều. Và mình để thước lên trên cái miếng rau câu. Và mình sẽ sử dụng cái cây tạo hình, cái cây khoét tạo hình nha. Mình sẽ đi để mình khoét nó. Mình dùng cái cây nhỏ hơn cái xíu. Mình sẽ khoét nó ra, mình sẽ khoét đi theo cái đường thẳng của cây thước ha. Đấy. Các bạn thích làm nhỏ hơn thì các bạn làm nhỏ hơn, mà các bạn nào thích nào làm dày hơn thì các bạn làm cái viên gạch của mình nó to hơn. Và mình tiếp tục mình sẽ đo lên đây. Cái viên gạch của mình làm cái này là cái viên gạch to ha. Và các bạn cũng tiếp tục các bạn đo như thế, các bạn gạch ra những cái đường gạch cho nó bằng nhau nhé. Đây, các bạn sẽ lấy nó ra. Tuy nhiên là những cái lúc này là có lúc là các bạn sẽ đi đều tay, có lúc là các bạn sẽ không đi đều tay, không sao được, không sao cả. Các bạn có thể điều chỉnh nó lại. Những cái chỗ nào mà các bạn đi chưa đều tay thì các bạn cứ điều chỉnh nó lại, khoét nó ra để cho nó ra cái màu ở dưới nè. Cái màu này ở dưới. Nếu như mà các bạn làm hai màu thì các bạn cứ khoét tiếp để cho nó ra cái màu này ở phía dưới. Và các bạn cứ tiếp tục đo và các bạn cắt cho nó theo hàng như thế này nhé. Đấy, các bạn cắt cho nó theo hàng như thế này. Các bạn nhớ cắt làm sao cho nó đều đều những cái ô như thế này. Các bạn cắt cho hết cái
cái khuôn mà mình đổ ra nha. Và sau khi các bạn đi những cái lằn ngang xong thì mình sẽ đi những cái lằn dọc nha. Các bạn lưu ý là một cái lằn ngang mình đi, mình sẽ bỏ trống một cái lằn và mình sẽ đi một cái lằn tiếp theo, tức là mình đi khoảng cách nha. Một cái trống và mình đi mình sẽ đi một cái và bỏ trống một cái, và đi một cái bỏ trống một cái, và mình sẽ đo coi cái viên gạch của mình muốn nó dài bao nhiêu. Nếu như các bạn muốn viên gạch của bạn khoảng 2 cm thì các bạn nghe canh ngay chữ hai chỗ 2 cm, các bạn để cái này xuống và các bạn đi. Đây là cái đầu tiên ha, mình đi xong mình bỏ trống một cái và mình đi cái thứ hai, mình bỏ trống tiếp tục, mình đi cái thứ ba. Sau khi mà các bạn khoét ra miếng đầu tiên và tiếp tục, các bạn sẽ đo tiếp 2 cm 2 cm, và các bạn sẽ đợi thước vào 2 cm này, các bạn tiếp tục cắt, cũng cắt ngay chỗ cái cũng cắt y như cái trước đó. Mình cắt một cái, mình để trống một cái. Dạ, các bạn cứ đo những cái như thế này cho nó đều nhau. Và các bạn cắt và các bạn lấy nó ra ha. Các bạn lấy nó ra. Và các bạn sẽ thấy được là nó ra viên gạch, nó ra được viên gạch như thế này rồi. Mà mình nghĩ cái này lớn thì mình sẽ đi ghi khoảng 2 cm rưỡi thì tốt hơn. Mình sẽ đi hết viên cái hàng ngang này nha. Sau khi mà các bạn đã khoét hết một lượt như thế này rồi ha, những cái đường mà còn trống đây nè, mình sẽ đưa cái thước mình nó vào chính giữa. Ví dụ hai viên gạch mình nằm ở đây đúng không, thì ví dụ viên gạch mình nó nằm ở đây thì mình sẽ đưa cái thước nó nằm ngay chính giữa, đưa nó nằm ngay chính giữa. Và những cái ô nào mình trống á, mình sẽ khoét một cái đường ngay chính giữa đây. Đấy, những cái ô nào trống các bạn cứ khoét một đường ngay chính giữa nha. Rồi các bạn có thể lấy tăm để mà sủn nó ra nha. Mình cứ tiếp tục mình để ngay chính giữa cái ô trước á, mình để ngay chính giữa nó và mình khoét xuống. Các bạn thấy không? Như thế là nó đã ra được cái miếng gạch của mình rồi ha. Đây nè, nó đã ra được cái miếng gạch của mình. Thế là mình sẽ lần đầu tiên là mình sẽ đưa thước mình đo hết những cái sọc ngang này nè, mình cắt cho nó đều hết. Các bạn cho đo đều xong các bạn cắt ra, các bạn khoét ra hết những cái lằn ngang. Và các bạn bắt đầu đo cái ô viên gạch của mình, các bạn muốn nó dài bao nhiêu á thì các bạn cứ đo bấy nhiêu cm, 2 cm, 3 cm gì đó, và các bạn đưa thước vào, các bạn gạch, các bạn khoét ra. Thì các bạn lưu ý là khoét một ô và trống một ô, khoét một ô và trống một ô cho đến hết. Và những cái ô còn trống á thì các bạn sẽ đưa thước vào giữa cái những cái ô nào mà còn trống đây nè, mình sẽ đưa thước vào giữa cái ô mình trước đó mình đã khoét, mình sẽ đưa vào chính giữa và mình khoét xuống. Như thế là nó sẽ tự động, nó sẽ tạo ra được cái hình dạng của cái viên gạch ha. Và các bạn cứ khoét như vậy hết, và sau đó các bạn sẽ đo cái ổ bánh của mình. Ví dụ những cái ổ bánh vuông hay chữ nhật các bạn sẽ đo chiều cao là khoảng bao nhiêu, chiều ngang là khoảng bao nhiêu. Đó, thì các bạn đo và các bạn cắt ra, các bạn ráp lên, các bạn sẽ làm cái chậu ha. Và lưu ý nếu mà các bạn làm cái chậu á, thì các bạn phải đo, phải cắt cho nó cao hơn 1 cm để nó có cái khoảng trống để mình làm cái chậu nha. Sau khi mà các bạn khoét xong hết, các bạn sẽ cắt ráp nó sẽ vào thành một cái chậu như thế này ha. Các bạn nhớ dùng rô cô châm và dán cho nó chắc lại. Đối với mà cái bạn đổ cái chậu mà bằng nguyên một khối tròn như thế này á thì nó sẽ khó để mà khoét hơn.
là mình làm ốp, các bạn thích làm ốp viền cũng được, nhưng mà đối với các bạn 3D làm mà để lòng 3D vào á, thì các bạn sẽ cắt một cái tờ giấy, nó có cái chiều dài bằng như cái viên đá, mà cái viên gạch mà bạn muốn muốn nó to bao nhiêu thì các bạn cắt bấy nhiêu nha. Và sau khi mà các bạn cắt ra một tờ giấy dài như thế thì các bạn sẽ lấy tờ giấy đó, các bạn ốp vào cái thành bánh nè, rồi ốp vào thành bánh ha. Và sau đó thì các bạn sẽ dùng dao của mình á, các bạn sẽ dùng cái cây khoét của mình, các bạn sẽ khoét nó, các bạn sẽ đi cẩn thận, đi hơi chậm tí xíu để cho nó đẹp á. Đấy, các bạn sẽ đi theo cái tờ giấy này ha, các bạn sẽ đi theo cái tờ giấy này. Các bạn sẽ từ từ. Khi mà nó hết cái tờ giấy rồi đó thì các bạn sẽ lấy nó ra. Mình sẽ lấy cái miếng mà các bạn khoét đó. Cái tờ giấy các bạn cũng sẽ lấy ra. Các bạn cũng sẽ lấy ra. Các bạn lấy cái miếng giấy ra, xong các bạn dán vào cái phần mà mình còn chưa có khoét á, thì mình để tiếp tục khoét để cho nó hết một giáp, hết một cái vòng tròn nhé. Mình sẽ tiếp tục khoét, nãy mình khoét tới đây rồi nè, nãy mình khoét tới đây, thì mình sẽ tiếp tục vào mình khoét tiếp. Mình đưa cái miếng giấy vào, mình khoét theo cái miếng giấy đi. Xong mình lấy cái tờ giấy ra, mình sẽ để lên trên, mình sẽ để lên trên máy trên tiếp, mình để lên trên máy trên và mình tiếp tục mình cắt xoay vòng hết, giáp vòng hết cái này nha. Tại sao mình lót miếng giấy? Mình lót miếng giấy để mình có cái điểm tựa và cái có thể giống như một cái thước đo để mình canh cho nó đều nhau, để khi mình khoét á, ít nhiều gì nó cũng sẽ có diện tích gần bằng nhau nhất. Chứ nếu như mà mình khoét không á thì nó sẽ không có đều nhau, cái chỗ to thì là to, chỗ thì nhỏ thì là nhỏ ha. Mình dán lên trên rồi, bây giờ mình sẽ cắt tiếp cái vòng thứ hai ha. Mình sẽ xoay cái này. Và mình khửi ra tiếp. Sau khi mà các bạn đã khoét theo những cái lằn tròn như thế này thì mình sẽ bắt đầu mình tạo cái viên gạch của mình nha. Thì mình cũng y như cái miếng thẳng, thì mình sẽ đưa cái khoét của mình sẽ đưa vào trong và mình sẽ cắt thẳng xuống dưới luôn ha. Mình kéo ra ngoài. Thấy không? Và mình cứ canh như thế, và mình sẽ canh khoảng cái khoảng này là khoảng 2 cm đi. Bạn canh, bạn muốn nó 2 cm thì bạn cứ cắt 2 cm. Bạn đo 2 cm, bạn cắt là hết. Bạn muốn viên gạch của mình 2 cm, bạn đưa vào bạn cắt ra. Đấy. Đưa vào bạn cắt ra. Đấy. Bạn cứ đưa vào, bạn khoét ra, bạn cắt cho nó sát xuống nha, để sát cái chân xuống dưới đây. Đấy. Đấy. Đấy, mình đưa vào, mình lấy ra. Đưa vào, mình lấy ra đây. Mình lấy ra một cách giúp khoét cho cái chân của mình đó.
Rồi cái, bây giờ đến cái lần thứ hai, cái lần thứ hai mình sẽ đi từ dưới lên trên, mình đi xen kẽ nha, mình đi vào cái đường chính giữa của cái miếng gạch đầu tiên, mình sẽ đưa vào chính giữa và mình sẽ đi một cái đường thẳng lên, cái đường thẳng lên như thế này đấy, và mình lấy ra ha. Tương tự thì mình sẽ đi vào đường chính giữa như thế này, mình sẽ đi lên đấy, mình lấy ra là mình đã có được một miếng gạch rồi ha. Đấy, các bạn cứ đưa vào, lấy thẳng lên, mình bị xéo thì mình sửa lại nha. Cái chỗ nào mình bị xéo á, mình sẽ gạch cho nó thẳng xuống lại. Đấy, mình sẽ đưa lên thẳng lên. Đấy, mình cứ đưa như thế, các bạn cứ cắt như thế nha. Các bạn cứ như thế, các bạn làm xoay vòng đến hết trên hết cái thành này luôn nhé. Ở cái vòng tròn thứ ba mình cũng sẽ canh ở vào giữa cái vòng tròn thứ hai và mình gạch lên một đường nha. Đó, mình đã canh ở cái gạch, miếng gạch thứ hai của vòng tròn thứ hai, mình cũng sẽ từ giữa mình đi lên. Từ giữa mình đi lên để nó cho ra những miếng gạch như thế này ha. Và cái vòng tròn thứ tư mình cũng đi từ giữa cái vòng tròn thứ ba mình đi lên. Các bạn nhớ là các bạn cứ làm xen kẽ như thế này nha. Tức là cái vòng tròn tiếp theo sẽ cái đường thẳng của nó sẽ nằm giữa cái vòng tròn trước đó, cái miếng gạch của vòng tròn trước đó nhé. Sau khi mình đã khoét xong hết thì mình đã có được cái viền hồ như thế này ha. Và để tiếp theo đó mình sẽ làm ở trên mặt. Ở trên bề mặt này mình sẽ khoét như thế nào đây? Thì bạn sẽ lấy cái khuôn của cái bánh này, bạn để lên một cái tờ giấy ở bìa cứng. Tốt nhất là nếu như mà các bạn muốn làm mẫu này thường xuyên thì các bạn sẽ vẽ lên một cái tờ giấy cứng, một cái bìa cứng, và các bạn có compa thì các bạn sẽ vẽ cái vòng tròn nhỏ phía trong nữa, tầm khoảng 1cm hay 1,5cm thì tùy theo các bạn. Và các bạn cắt ra và các bạn giữ đó luôn để khi nào các bạn sử dụng làm á, thì các bạn cứ lấy ra các bạn làm ha. Thì cũng như cái kia mình cũng sẽ ướm cái này lên. Nếu như mà có bị cứng thì nó sẽ dễ hơn. Cái bị cứng của mình nó sẽ dễ cho mình để tạo hình hơn. Đó, mình sẽ để lên trên đây, mình sẽ để cái vòng tròn của mình lên trên đây và mình vẫn để nó làm điểm tựa để mình khoét cái đường tròn. Mình khoét theo cái đường tròn như thế này. Đấy. Mình đưa cái khuyên vòng tròn nào rồi mình để mình khoét. Mình khoét theo cái vòng tròn. Để mình tạo cái viên gạch tròn của mình nè. Chứ nếu không mình khoét tay á, mình không có điểm tựa thì mình rất khó để mình khoét cho nó đều. Nếu như mà có bị cứng thì dễ cho các bạn để mà các bạn kìm lại nó hơn. Các bạn cứ đo, các bạn khoét hết cái vòng tròn nhé. Khi mà các bạn đã khoét cái vòng tròn ở trên miệng xong rồi đó thì cũng tương, thì những cái ở trên đây nè nó sẽ có những cái lỗ như thế này nè ha. Từ cái lỗ này các bạn cứ kéo thẳng xuống luôn nha. Dựa vào cái lỗ này các bạn cứ kéo thẳng xuống vào luôn để mình làm cái đường thẳng của viên gạch luôn. Đấy. Và sau đó thì cái đường ở trong á, cái đường ở trong này nè, thì mình cũng sẽ cắt ngay chính giữa cái ô này, mình sẽ cắt ngay chính giữa để mình tạo cái viên gạch nằm ở trong. Đấy, các bạn thấy không, như thế này là mình đã xong được một cái chậu mà bằng gạch ốp này, nhìn nó cũng giống giống cái giếng đúng không. Sau khi mà các bạn đã làm xong những cái hồ, cái chậu như thế này nè, thì mình sẽ cho hoa và trang trí nha. Và đứt
đất cát mà để mình cho vào cái chậu á, là mình sẽ sử dụng bánh quy nha mấy bạn. Các bạn muốn màu đen thì sử dụng bánh quy Oreo màu đen là nó sẽ ra được màu đen. Bánh quy vàng thì nó sẽ cho ra cát màu vàng nhé. Chúc các bạn sẽ thành công với cái hồ gạch xếp nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và share giúp mình nhé.